Xin chào chị Trương Hồng Vẹn ở Bưu điện Đầm Dơi, Cà Mau. Chị có đặt thương bộ micro K10 và micro BM900 màu trắng. Đây là toàn bộ sản phẩm: màng lọc, tai nghe kiểm âm đi theo, kẹp bàn, sóc mao và bông chụp. Và đây là cách ghim chi tiết cho thương, quan trọng là cái cách ghim thôi. Đây là cái dây mít. Anh đang đóng hàng nè, ngoài cùng chữ K nha. Rồi tiếp theo, chị nhìn kỹ cái dây liếp ba màu này, chị găm đầu màu đỏ vào ngoài cùng số 0 đây, đừng để nhầm nha. Đầu đen còn lại này thì một lát mình găm vào cái điện thoại mình đang livestream để mình phát Facebook thu âm đó. Tiếp theo là cái dây tới cái dây tai nghe điện kiểm âm điện thoại đó. Nếu mình có dây ở nhà mình có tai nghe điện thoại thì mình không xài cái tai nghe này, để nó bự nó nặng đầu. Mình xài tai nghe bằng điện thoại thôi. Còn nếu không có điện thoại thì mình lấy cái tai nghe này. Đây là chi tiết. Và đây là cái quan trọng, cái này là quan trọng nhất nè. Khi chị ghim điện lên, nó màu xanh dương là đúng. Nếu mà nó sai nè, đỏ nè, không đúng, trắng không đúng, xanh đậm chuối không đúng, ấn lại màu xanh dương. Cứ ấn sao mà nó ra màu xanh dương là nghỉ, không sao hết. Đây là cái 16 chế độ ECHO, chế độ polygon màu xanh dương, chế độ nhạc trẻ màu trắng đây. Cái này không sao, ấn nhầm không sao. Nhưng mà mình ấn màu xanh dương đi, theo ý Cương mấy năm nay thì Cương test cái màu xanh dương là hay. Tiếp tục, mà cái trường hợp đặc biệt mà nếu mà chị thấy cái nút này nó chớp chớp nè, nó chớp chớp đỏ gì này là không xài được nha, tại mình bị cắn nha. Mình đè lại 3 giây, trở lại bình thường, không ảnh hưởng gì hết, không ảnh hưởng gì hết. Đây nút trên cùng là nút âm lượng của khán giả nghe, mình thu âm đó, mình đừng có dặn vô trong người nha, dặn vô người là sai, dặn ngoài chứ đúng theo chiều kim đồng hồ, dặn ra ngoài. Nút này là nút âm lượng của máy tính, nếu mình xài trên điện thoại thì không xài cái này, âm lượng nhạc trên máy tính. Đây là âm lượng tổng nhạc, khi mà bass nhạc bây giờ nó lớn quá mình hạ lại một tí, hoặc là mình hạ trên điện thoại vẫn được nha, cầm cái trên điện thoại hạ được, cầm điện thoại hạ được. Bass nhạc xưa thì mình tăng lên, bass nhạc lớn quá mình hạ lên hạ bớt. Còn bên đây không sao, bên đây là bass cương chỉnh 50, jack cương chỉnh 60, về chỉ có chỉnh lên thì tùy, không sao hết, cái phần này không sao. Âm lượng mic thì cương chỉnh 70. Rồi bây giờ Cương sẽ test một đoạn nhạc cho chị. Cương ghim dây màu trắng vào đây. Đây là dây phát nhạc màu trắng đây, găm vào điện thoại. Găm vào điện thoại. Dây màu đen này Cương găm vào điện thoại thu âm, phát thu âm để cho khán giả nghe Facebook đó. Bây giờ Cương mở nhạc lên, găm vô nha vậy, găm vô nha. Bây giờ chuẩn bị găm nè, găm vô sẽ có nhạc. Rồi. Đại Quy ơi, đang đóng hàng. Karaoke qua tiếng ngày xưa tổng nào chị đi. Tá.